Giờ chúng tôi xin được đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa bà con, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2021 NDCP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, trong đó hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi đối thì có thể bị xử phạt tới 3 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung đánh đập, gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ. Phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước, cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ. Mức phạt tiền nêu trên là đối với các cá nhân, còn đối với các tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì bị phạt tiền gấp đôi.